Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý ông bà và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Chúa Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2023, Chúa Nhật thứ 17 mùa thường niên, năm phụng vụ A, ý lễ, nước trời là một kho tàng. Các ngày lễ trong tuần này gồm có: thứ Hai ngày 31 tháng 7, Thánh Ignacio Loyola, linh mục lễ nhớ; thứ Ba ngày 1 tháng 8, Thánh Alfonso Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ; thứ Sáu ngày 4 tháng 8, Thánh Joan Maria Vianney, linh mục, lễ nhớ. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý ông bà và anh chị em cùng hiệp ý với linh mục chủ tế cầu nguyện cho các ý chỉ sau. Xin cầu cho các linh hồn mới qua đời. Xin cầu cho linh hồn Teresa Trần Thị Cậy tại Việt Nam, linh hồn Maria Nguyễn Thị Mai tại Mỹ, lễ dỗ 2 năm. Xin cầu cho linh hồn Francisco Hàng Cửu, các lễ dỗ và cầu hồn khác. Xin cầu cho linh hồn linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Bàn, linh hồn linh mục Thomas Nguyễn Văn Sung, linh hồn linh mục Anton Lê Hoàng Yến, linh hồn linh mục Phùng Sanh, linh hồn linh mục Phêrô Nguyễn Văn Chốn, linh hồn linh mục Lê Trọng Nghĩa, linh hồn nữ tu Dì Sáu, linh hồn Giuse Lê Đình Phúc, linh hồn Đa Minh Vũ Khắc Kiểm, linh hồn Maria Đinh Thị Chuyến, linh hồn Maria Trần Thị Thích, linh hồn Trần Văn Lượng, linh hồn Giuse Trần Hữu Cần, linh hồn Maria Vũ Thị Nhung, linh hồn Đa Minh Vũ Tấn Thành, linh hồn Maria Trần Thị Tuyết Trinh, linh hồn Đa Minh Vũ Khắc Thu, linh hồn Gioan Bautista Phạm Tất Quang, linh hồn Maria Phan Thị Định, linh hồn Phêrô Lê Đức Hiền, linh hồn Maria Vũ Thị Cúc, linh hồn Augustino Nguyễn Văn Khiết, linh hồn Anna Trần Thị Chiền, linh hồn Giuse Phạm Văn Dũng, linh hồn Maria Ngô Thị Bích Hà, linh hồn Augustino Bùi Quý Khoáng, linh hồn Giuse Bùi Thanh Quang, linh hồn Maria Bùi Thị Thanh Thủy, linh hồn Anna Bùi Thị Anh Chuyên, linh hồn Maria Bùi Thị Anh Chinh, linh hồn Giuse Nguyễn Hữu Hùng Cường, một linh hồn Phêrô, một gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại, một gia đình xin cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, một gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, xin cầu cho các linh hồn đã qua đời vì COVID-19 và chiến tranh tại Ukraine. Các ý lễ khác, một gia đình xin ơn bình an, một gia đình xin lễ tạ ơn, một gia đình xin ơn như ý, một gia đình xin cho công ăn việc làm phát triển tốt đẹp, suôn sẻ, xin ơn chữa lành các bệnh nhân COVID-19, xin ơn hòa bình cho thế giới. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Xin kính chào ông bà, anh chị em, giáo dân gần xa.
Kính thưa cộng đoàn, công việc chọn lựa. Trong cuộc sống của chúng ta, có thể nói việc chọn lựa là những công việc mà chúng ta phải làm từng giây, từng phút, như là một chuỗi gắn liền trong cuộc đời của chúng ta. Vậy trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta để cho ánh sáng lời Chúa, để cho thánh thể Chúa soi sáng và hướng dẫn trong hành trình đời sống của chúng ta, để chúng ta biết chọn lựa. Và trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta cũng dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện, tạ ơn, xin ơn, cũng như là cầu nguyện cho các linh hồn xin chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay. Để những ý nguyện của chúng ta xứng đáng được Thiên Chúa đón nhận, chúng ta hãy thành tâm thống hối xin Chúa thứ tha những lỗi lầm cho chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thanh thiên. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trống qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là con Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiên tri cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài Chức Sách Các Vua quyển thứ nhất. Hồi ấy, tại Gibeon, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Salomon. Thiên Chúa phán: "Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho." Vua Salomon thưa: "Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David, thân phụ con. Mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế?" Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua: "Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, thì này, ta làm theo như lời ngươi. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp." Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Chỉ của ngài trong
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là làm cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người. Để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì Người cũng kêu gọi. Những ai Người đã kêu gọi thì Người cũng làm cho nên công chính. Những ai Người đã làm cho nên công chính thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, như đầu lễ còn có nói với ông bà anh chị em, dường như một trong những công việc mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta làm nhiều nhất, đó là công việc lựa chọn. Nếu như chúng ta nhìn lại thử coi có phải đúng không, trừ khi chúng ta ngủ thôi. Từng phút từng giờ trong cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những lựa chọn. Sáng sớm ra, nhất là ngày cuối tuần, chúng ta sẽ phải lựa chọn hôm nay mình dậy sớm hay là mình nằm lại trong giường. Rồi lát nữa, hôm nay mình đi lễ hay là không đi lễ, đi lễ online hay là không đi lễ online.
Rồi bên cạnh đó, nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta, nhiều lúc hai vợ chồng ở với nhau, nhiều lúc vợ hay chồng cằn nhằn, nhiều lúc mình cũng lựa chọn mình nhịn hay là mình không nhịn. Rồi nhiều lúc đi ra đường mình gặp những cám dỗ chẳng hạn. Có nói ví dụ như một trong những cái mà chúng ta phải lựa chọn, ví dụ như nhiều lúc ai thối tiền cho mình mà nó còn dư, mình nhiều lúc cũng có cám dỗ, mình không biết là mình trả lại cho người ta hay là mình giữ lại. Rồi nhiều lúc mình đi ra đường, mình gặp những người cơ nhỡ, những người ăn xin, mình phải chọn lựa, mình có nên bố thí cho họ hay là mình làm ngơ. Rồi chưa kể nữa, nhiều thứ khác trong cuộc sống mình được mời gọi chọn lựa Chúa hay chọn lựa những ích lợi riêng tư vật chất của chúng ta. Kính thưa ông bà và anh chị em, như con vừa mới nói ông bà anh chị em, cuộc sống của chúng ta gắn liền với những cái lựa chọn. Vậy thì con mời gọi ông bà anh chị em cùng với con để cho ánh sáng lời Chúa của phụng vụ Chúa Nhật thứ 17 thường niên 5A soi sáng hướng dẫn chúng ta lựa chọn. Lựa chọn như thế nào và lựa chọn cái gì, lựa chọn ai? Trước tiên là bài đọc 1 trong sách Các Vua nói về việc vua Salomon lựa chọn khi Thiên Chúa hỏi ông: người muốn gì ta ban cho? Rồi ông đã lựa chọn sự khôn ngoan. Rồi trong bài đọc 2 ngày hôm nay, Thiên Chúa lựa chọn chúng ta, để rồi việc Ngài lựa chọn chúng ta để giúp cho chúng ta trở nên công chính, để cho chúng ta được hưởng phúc vinh quang. Rồi cuối cùng nữa là trong tin mừng ngày hôm nay, cũng một lần nữa cho chúng ta thấy việc lựa chọn Thiên Chúa và đặt vị trí của Thiên Chúa, giá trị nước trời trên tất cả mọi nấc thang giá trị trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giờ đây chúng ta quay trở lại với bài đọc 1 ngày hôm nay trong sách Các Vua, nói về việc mà vua Salomon là một vị vua trẻ ha. Ông ta được vào một đêm, ông ta nằm ngủ và mơ được Thiên Chúa đến hỏi ông ta: người muốn gì ta ban cho? Được sống lâu, của cải dư đầy, nhưng ông ta đã lựa chọn một sự khôn ngoan. Ông ta được lựa chọn có khả năng biết lắng nghe người khác và biết phân biệt phải trái. Thực sự đấy là một lựa chọn thực sự rất khôn ngoan. Con rất là thích cái từ ngữ tiếng Việt của mình, khôn ngoan ha. Vừa khôn mà còn phải vừa ngoan nữa cơ. Rất là tuyệt vời, cái từ rất là sâu sắc ha. Khi nói đến việc vua Salomon lựa chọn sự khôn ngoan, biết lắng nghe và biết phân biệt phải trái, và chính vì điều đó mà làm cho Thiên Chúa hài lòng. Thực sự việc lựa chọn của ông làm cho Thiên Chúa hài lòng. Không có mang lại thêm ích lợi gì cho Thiên Chúa đâu, nhưng mà thậm chí là mang ích lợi rất nhiều cho vua Salomon. Ông đã làm cho Thiên Chúa hài lòng. Đó là cái việc mà để làm cho chính ông gần với Thiên Chúa hơn, gắn bó với Thiên Chúa hơn, giống với Thiên Chúa hơn. Bởi vì lựa chọn của ông, những lựa chọn đó là để phục vụ cho dân chúng, chứ những lựa chọn của ông thực sự ra không phải là lựa chọn cho bản thân của mình. Con thiết tưởng là ông bà anh chị em trong những ngày này có nhiều người đang quan tâm đến một cái vụ án mà gọi là chuyến bay giải cứu tại Việt Nam. Hàng loạt, 50+ những cán bộ cao cấp tại Việt Nam bị bắt và đang bị xử. Họ đã làm gì? Họ cũng trong cuộc sống của họ, họ đã chọn lựa. Có thể không phải tất cả, nhưng mà cũng có thể một số người họ đã chọn lựa bán nhiều thứ để mua cho được của cải, để mua cho được chức vị, danh vọng. Và đến bây giờ khi mà phải đối diện với những cái khung hình phạt rất cao và quay trở lại, thì dùng cái từ gọi là khắc phục hậu quả, họ bắt đầu quay trở ra
bán đi của cải để mua lại sự tự do. À, những ai mà có thể đóng trả lại, khắc phục hậu quả nhiều thì có thể có khả năng được giảm bớt những khung hình phạt. Và họ đã bán đi của cải rất nhiều để giành giật lại, có thể nói là từng ngày từng giờ trong cuộc sống, hay là được bình an, hoặc là được sự tự do. Chúng ta thấy là một sự ngược đời như vậy. Trong khi vua Salomon, ông đã làm gì? Ông đã xin có một sự khôn ngoan, có khả năng lắng nghe, biết chọn lựa phải trái. Có thể nói thực sự cái hành vi mà ông chọn lựa đó cho chúng ta thấy là cái đời sống thiêng liêng của ông ta rất là cao, rất là cao. Ông đã gắn bó với Thiên Chúa, và việc mà ông có thể phân biệt phải trái đó thì Thiên Chúa ban cho ông ta của cải rất nhiều. Nhưng những của cải mà ông ta có được đó thực sự không phải để phục vụ cho bản thân ông. Nhưng chúng ta biết vua Salomon là một trong những người đầu tiên nghĩ đến chuyện xây đền thờ cho Thiên Chúa, cụ thể là đền thờ Jerusalem. Rồi chưa kể nữa, đã ban cho ông có một sự khôn ngoan để ông biết hướng dẫn dân, để ông biết phục vụ dân, mang lại cho dân những cái gì tốt nhất. Chúng ta thấy những cái việc lựa chọn của ông đó là không phải lựa chọn cho bản thân mình, phục vụ cho bản thân mình, nhưng là để phục vụ cho người khác. Chúng ta thấy cái việc lựa chọn đấy phản ánh rất rõ hình ảnh của một Thiên Chúa của chúng ta, là một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương. Và sự yêu thương của Thiên Chúa làm một việc được thể hiện qua việc cho đi, rất là tuyệt vời. Đấy là trong bài đọc 1 cho chúng ta thấy. Rồi bài đọc 2, việc Thiên Chúa lựa chọn chúng ta để làm cho chúng ta nên công chính. Việc Thiên Chúa tiền định cho chúng ta để cho chúng ta nên thánh. Việc Thiên Chúa tiền định, Thiên Chúa chọn lựa chúng ta để cho chúng ta nên công chính, để cho chúng ta được hưởng phúc vinh quang của Ngài. Một lần nữa, cho chúng ta thấy một cái khuôn mẫu tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta. Đó là sự chọn lựa, mà không phải chọn lựa cho bản thân mình những cái này, những cái kia, của cải vật chất, quyền lực cho bản thân mình, nhưng những chọn lựa của chúng ta mang lại mưu ích cho những người xung quanh. Tuyệt vời. Cuối cùng là trong Tin Mừng ngày hôm nay, mà Chúa Giêsu lấy dụ ngôn nước trời giống như những người đi tìm viên ngọc quý, hoặc là tìm được một kho báu, và khi mà tìm được rồi thì anh ta bán tất cả mọi sự để mua cho được. Và anh ta cảm thấy rất là vui vì tìm được những thứ mà anh ta khao khát tìm kiếm. Anh ta chấp nhận đánh đổi tất cả mọi sự để có được viên ngọc quý, để có được kho báu đó. Thưa bà và anh chị em, Chúa Giêsu muốn dùng cái hình ảnh đó để cho chúng thấy, cho chúng ta thấy cái giá trị nước trời nó vượt trên tất cả mọi sự, đáng để cho chúng ta đánh đổi tất cả mọi sự. Và cái lựa chọn đó cũng một lần nữa không phải cho chúng ta, cho riêng chúng ta, mà cái lựa chọn đó là cho Thiên Chúa, cho những người xung quanh của chúng ta. Và thưa ông bà và anh chị em, qua việc mà Chúa Giêsu dùng cái dụ ngôn mà những người thương gia mà đi tìm viên ngọc quý để bán tất cả mọi sự, bỏ tất cả mọi sự để mà chọn, để mà mua cái viên ngọc quý hay là mua cái kho báu đó, cho chúng ta thấy đó là một hành vi chấp nhận hy sinh, bỏ thứ này để chọn lựa Thiên Chúa. Thực sự trong đời sống đức tin Kitô giáo của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, nhất là ngày hôm nay, chúng ta có nhiều thứ phải lựa chọn lắm. Không chỉ là ông bà anh chị em chúng ta được tự do đâu, ngay cả những người ở trong tù họ cũng phải có những lựa chọn. Đừng có nghĩ rằng là ở trong tù là no choice, nhưng mà họ cũng phải có những lựa chọn. Hoặc là ngay cả những cụ già hoặc những bệnh nhân đang trên giường, họ cũng phải có những lựa chọn, phải quyết định những lựa chọn hy sinh, lựa chọn chọn Chúa, lựa chọn việc cầu nguyện, lựa chọn bỏ những tội lỗi, lựa chọn suy nghĩ xấu, xét đoán người khác, vân vân. Chúng ta được mời gọi lựa chọn, chọn Thiên Chúa trên tất cả mọi sự.
Và thương bà và anh chị em, con mời gọi ông bà anh chị em suy gẫm một vài điều mà trong lời Chúa ngày hôm nay dạy chúng ta. Đó là hiện tại chúng ta nhìn lại trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đang thực sự chọn cái gì? Có phải là chúng ta đang chọn Chúa không? Thiên Chúa có thực sự đang ở cái vị trí cao nhất trong cuộc đời của chúng ta không? Chúng ta đang có đặt để Thiên Chúa ở vị trí đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta không? Rồi nữa, đặc biệt ngày hôm nay, con mời gọi ông bà anh chị em hãy suy gẫm xem, hãy nghĩ xem, ngày hôm nay tôi sẽ bỏ cái gì? Ngày hôm nay tôi sẽ bỏ cái gì? Ngày hôm nay tôi sẽ từ bỏ cái gì để mà giúp cho tôi có thể gần với Chúa hơn? Con xin nhắc lại, con mời gọi ông bà anh chị em hãy suy gẫm và hãy nghĩ xem, ngày hôm nay tôi sẽ quyết định bỏ cái gì để giúp cho tôi gần với Chúa hơn, chọn Chúa với niềm vui, với niềm hy vọng, và chắc chắn rằng với Thiên Chúa đầy lòng thương xót, với Thiên Chúa Ngài rất quảng đại yêu thương chúng ta, Ngài sẽ không để cho chúng ta thất vọng, Ngài sẽ không để cho chúng ta phải thiệt đâu. Giống như vua Salomon, Ngài chọn lựa trong sự khôn ngoan và Thiên Chúa đã ban cho vua Salomon gấp bội. Xin Chúa chúc lành cho ông bà anh chị em, xin Chúa ban thêm niềm tin cho ông bà anh chị em để ông bà anh chị em có những chọn lựa đúng đắn, đặc biệt là chọn lựa Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Trong niềm tin tưởng phó thác vào Chúa, vậy giờ đây con xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng hân hoan tuyên xưng đức tin của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiên, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, nước trời quả là một kho tàng vô giá, một viên ngọc quý báu mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều muốn chiếm được. Với ước mong chiếm hữu được nước trời, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn,
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo dân Chúa biết khôn khéo phát huy kho tàng ơn Thánh Chúa đã trao, để dân Chúa được hưởng dồi dào ân huệ Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tâm hồn Kitô hữu được thần trí khôn ngoan của Chúa hướng dẫn đi tìm kho báu là nước trời, biết gạt bỏ đi mọi trở ngại để thu tích ân sủng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Anh vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua thổ ruộng ấy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người nhận ra kho tàng vô giá là Đức Kitô đang tiềm ẩn nơi mọi người, để mọi người đều biết trân trọng, yêu thương và đón nhận nhau như hiện thân của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Nước trời như viên ngọc quý. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết hiểu thấu giá trị ơn gọi làm con Chúa, để dù phải hy sinh gian khổ, chúng ta cũng biết chấp nhận, biết chọn con đường hẹp là con đường dẫn tới cõi trường sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con được phúc làm con Chúa, được Hội Thánh là mẹ chăm sóc, được tin mừng Chúa hướng dẫn trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, để cuộc đời chúng con luôn là một lời ca ngợi Chúa không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ nơi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thanh hoa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha.
hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bao đam hương sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lại Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hương mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin dâng lên Chúa những ý nguyện tạ ơn và xin ơn, và xin Chúa cũng thương nhớ đến các tôi tớ Chúa là những linh hồn. Xin chúng con cầu nguyện ngày hôm nay. Họ là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ,
các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa nhờ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thân thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thân thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cất thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu Con một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh. Xin cho bí tích tình yêu người trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa ông bà và anh chị em, như trong bài chia sẻ, con mời gọi ông bà anh chị em trong ngày hôm nay hãy nghĩ xem là mình sẽ từ bỏ điều gì để qua việc từ bỏ đó có thể giúp cho chúng ta gần với Chúa hơn. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, nào ta chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Yeah.
chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơ gian nàng thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiện vinh sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sanh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.